ân khẩu cái thể nữ ngọc hoa tặng ngự văn pháp làm hòa gặp nhau. Thấy không, tôi đâu có định được, định thì nó đâu là thường trơn. Ông thấy đó, cái đó là mình xúc tiến lại tới cái không của mình đó. Nhìn xem trời đất muôn sao, có thân học đạo muôn màu. Huynh ơi, đúc mưa thì tại cái ý trời, nắng cũng vậy thời, hòa nhập như hư không. Phải không? Mưa cũng ông trời mưa, mà trời nắng nữa, ông sao ông trời nắng. Đó, thành ra cái xúc tác của cái bản thân là vô pháp, nó tự có sanh pháp. Đó, thì mình mới hiểu được cái ý thường chân của là Phật Thánh Thần Ti. Minh ơi, coi. Mây câu thâm thâu của đời, đến đây thì phú ít đưa lời. Giáo ca thầy cô tiên trưởng cái cử đa phong cô cô ly ngọc hoa thì tái ở phàm cũng biết hiểu rồi đó. Muốn tri muốn hiểu cái việc làm, học đời mà phân tách thành phàm. Tự tri tức là anh biết thánh, anh biết phàm, phải không? Tự tri rồi đem tha lực cái tự bi, giúp đời trợ đạo tự thi cái lấy ở mình. Từ bi qua lực nhìn sâu nó mới có hồng quái. Mình tự mình chứ có ai kêu anh được không, mà anh không làm có kêu anh được không? Tự là thi lấy mình, cái này là mở cho anh đó. Ở đây tam đỉnh sơn đình, nghiệp thu mà năng khiếu của mình. Huynh ơi, thấy tất cả nhưng bỏ việc đời, đi do đi vào hữu pháp tuyệt vời vô vi. Điền năng huynh khóa cái khả tri. Bây giờ ai có thấy điện không? Mà có sóng điện, có sóng từ, nó có. À, khả không có khả tri được. Nhưng mà có hết mà vô vi định, định rồi. Định thần xem xét thì thử coi. Biết mà không biết là rồi thì thể chứ. Thấy mà không thấy cái thiệt hơn. Đó là mà tâm pháp tạ lớn tặng quà. Điển quang ký tự kỳ cử đa, thiên tiên mà dẫn chuyển mạng ba cây tái ở trần. Có thân tất hết xa gần, nhưng mà chưa lộ cái gì phần. Được đâu thầy đi dạo hết cây Âu Châu, đem về mà cho thế một bầu cây linh quang. Đà đây là đệ tử Tây An, thầy đang mà xây chuyển tụng màng. Thì quân ở ba bổn phận tiên trưởng cử đà, quân tài mà tờ gái giao thoa cây đại đồng. Rồi đây hợp lại chính gồng, lo cho mà đất nước sơn tòng. Mày mở khui phong nước ngược rồi cũng phải xuôi, mong sao mà ba tánh tới lui cái tự mình. Tức là tới đây tới cũng tự viên rồi tới, cũng không phải vì háo danh háo lợi hay háo nghe háo cầu mà tới. Cái duyên nó tới nó sẽ có. Vậy đã nhận lệnh thiên đình, cũng cùng dây đức kỳ chàng trình. Tái sanh cái bủ lai tục gọi cái hoàng anh, lo cho mà đất nước Nam Thành kỳ kỳ ở ba đồng.
đời khó không thể nôi ra. Món đồ mà còn quý quỷ ma nó ngờ gần, thôi thì hãy gán cái trong nhìn, tự tu mà tự sửa cho mình cái an tâm. Thành chuyến là đệ tử Quan Âm, lần này mà tay thế bủ cầm tay trao xem trên trời các vì sao, ai ngự xuống thế để lo cái việc này. Họ Ngô cũng sắp về đây, Nguyễn Triều Lê cũng cái theo thầy, cái tử Lâu Khương Thượng thì phải cái đi câu để mà biết được công hầu cái cổ lai. Tài thì biết hải năm lấy tài, lo cho mà đất nước ngày mai phục hồi. Họ Lê, họ Thái phải không? Thái. Họ Lê, họ Thái cái tu rồi, làm cho mà trách nhiệm được ngồi cái ghế sao. Sen còn trong chậu trong ao, người nào mà biết được lọc thao ra vàng, đem vào pháp bủ cây nhãn tàn, thì là mới biết đá vàng cái gì ngôi. Đêm phần dân chiến vậy thôi, còn lấy gì? Lê Ngọc Lợi. Ngọc Lệ có, Ngọc Lợi có rồi, cái cổ tổ chiều lê đem thân cái gần với cái bồ đề, góp vào tôm cành lá được về cái thổi hoa. Thời gian trị bệnh cho người ta, giúp đời làm phước đó ngơ là hạnh duyên. Thôi thì gắng đúng kỳ đời dân yên nước nhà mà bình trị Cũ Thiên cái lắm mà vàng. Thấy vậy chứ đệ tử Cũ Thiên cũng như tiết quỷ vậy. Bây giờ việc nói việc làm, phải cho mà sanh chúng hãy đàm giao tha. Hậu tấn đệ tử kỳ của ta, biết đường chân chánh trừ tà cái ngoại tâm. Thấy ở ngoài chẳng phải là lầm, mình thấy giống như huynh đã thấy hết rồi, không phải là lầm. Nhưng mà phải gắng mà vào tâm mới tường, không mà nói đâu biết đo lường. Ngoại thì mà triết học, trong thì vô vi. Tức là ở ngoài mình thấy là cái ở bề trên thứ học, và mình phải đem hết vô trong, mình thấy đủ hết mày mới vô cái giờ nhiếp tâm vào, đem vào vô hết. Nó khi mình Phật ra giờ, tất nhiên bây giờ muốn làm sao loại bỏ cái thấy hiện tại, đại không định tâm thì nó mất à. Mà hôm nay huynh gặp là huynh không còn thấy nữa. Từ đây đạo pháp quyền thâm, hạnh hiền của Đức Quan Âm xuống trần, ngày nào trở lại cái non thần, cho lo cho ba tánh mỗi phần cái nay đây. Từ khi ngọc lộ cái lần này, ta về ứng điển mới bày mấy câu cái lý cạn mà nghĩ phải cho sâu, mở được bộ đầu mới thấy Phật tiên. Đào do phát xuất dòng duyên, chớ đâu có phải mà có tiền mới được khai. Đạo là do duyên, nghèo giàu cũng được, chứ không phải nói anh giàu được mà nghèo không được. Có tiền mới khai, thôi thì cố gắng cái ngày nay, điểm cho mà quý vị hiểu hai cái sở thành. Đem thân hiền trí cái học hành, nói cho mà tất cả đành gần. Pháp tu những ngày mình
thấy thì nhiếp thù đem vào mà nội trí để tu cái chọn dùng. Tức là mình đem vào nội trí, quên nó đi, quên cả mình nữa thì mới đem vô được cái ba la mật. Còn mình còn nhớ thì nó thấy hoài cái đó là cái hạnh của ông tiên, hiểu không? Nhưng mà hồi nhỏ mình cái ứng như mình nói không thì, phải bậy bạ ngày xưa hồi nhỏ đó, không phải tôi... nó là từ cái tiền kiếp tôi nói từ giờ Vinh không nghe mình trở lại là tiền kiếp hôm nay mình bảy kiếp rồi không phải còn một kiếp nữa mà Vinh là đệ tử của Quan Âm, đây đệ tử của bà Cụ Thiên. Bà Quan Âm mới mở rồi nó hiện tại đồng tử, còn đây là đệ tử của bà Cụ Thiên. Cũng như hồi xưa Tiết Quý mà có là đi chinh Đông chinh Tây thì hôm nay là vị này thì đi ra đời lầm bệnh, còn Vinh thì chỉ phiên pháp người dân và người võ. Nên á bạch hổ kim đáy ấn, phải không? Nên bây giờ mình là long hổ, nên câu cái nói là long hổ xà đầu khởi chiến tranh, cam qua bắc thế giới động đao binh, mã đề dương cước anh hùng trận, thế thằng dậu lai niên kiếm thay bình. Thì năm 1989 á, trong khi tiếp thu rồi tới tâm năm 89 mới thay bình thật sự được rồi, thấy không? Quỳnh hiểu không? Thì đất nước mình được giải phóng, được an ninh, được thái bình, được tu tập, và bây giờ nó đi tiến dần tính năm qua lâm phong thánh đức, con người mà cải thiện đời sống rồi cái nông thôn quá, cầu đường lộ làng đó là điện từ cái năng lượng mặt trời nó đã khai mở. Long Hoa mở cửa từ năm 1999 là 2007 là 8 cái là 07 là tạo thiện nhân rồi. 21 ông tổng thống hội phải hỗ trợ không? Năm 2008 là năm Tý, nghĩa là hội Phật 554 của Phật giáo phải hỗ trợ. Đâu biết đâu. Nó mở cửa Long Hoa từ ngày đó rồi, bây giờ thi nè. Thì tới 12 năm trong một giáp ân cần lo lập cho rồi tam thập lục nhân lôi âm dục khởi tiếng đờn. Thất sơn giấy lạng là cơn hiểm nghèo. Cái hôm nay cái tiếng đờn mà cái tiếng tôi kêu gọi đó là cái tiếng nói của lôi âm. Nó sẽ có loạn, nhưng loạn nhân tâm, loạn tâm linh. Mình phải chấn chỉnh, mình phải bảo hộ, mình phải bảo vệ. Chứ bây giờ lên thấy núi cánh mình đâu là ngọc đế, thánh thần, ông bà, ông tướng, đủ thứ chăm quan. Mà cái này họ không sai. Là giờ Đinh Lê Lý Triều Nguyễn, bây giờ tất cả các đó là con cháu của triều đình, của các dòng họ, bây giờ người ta trở về. Người ta trở về, người ta đổ con cháu người ta lập là lập vị của người ta lập một cái góc độ của người ta. Mình thấy gì cái mình nói tà không phải. Mình chánh rồi đi vào pháp tà vẫn chánh, mình tà rồi vào pháp chánh cũng tà thôi. Vì mình tà chánh mình tự biết, không? Mình ăn một món đồ đắng mình biết, ngọt mình biết, ngon bùi mình biết, đó gọi dân trí tuệ là lọc thánh. Thiện nhân là trong trí tuệ mà không ác nhân. Rồi á, mình thấy ác nhân cái mình gõ người ta, mình nói sao người đó ác dữ vậy? Nếu không có ác nhân làm gì thấy thiện nhân. Như vậy thì trong cái ác có cái thiện, trong cái nghĩa là rủi có cái mai, trong cái phúc của con người là do cái đức mà được gặp người thiện nhân, được người lành, cái đức mới gặp người là hiền. Còn nếu mình không có đức mình sẽ đi gặp nhiều cái nhồi nắng cay chua khổ sở đủ thứ. Nên ở đây á, giống như một khu chợ, nó bán đủ thứ, nó bán đồ ngon, có bán kim cương, có bán hộp sòn có, nhưng mà nó bán những tiền dở nhất ở xã hội này cũng có luôn, hiểu không? Như vậy thì Quỳnh muốn có tiền muốn mua hộp sàn, muốn mua kim cương, muốn mua những cái gì mà quý báu thì quy định ngay cái tiệm có cái giấy bảo hành mua chắc ăn. Ý tôi muốn nói là mình đã theo giáo tổ mình rồi, theo thầy tổ mình rồi, mỗi người có pháp tu, cái pháp tu của gia đình mình lập cái thân mình trước cái đã, rồi do một cái nhân duyên chuyển mình gặp người đó sao mình có cảm, bởi vì giác quan thứ sáu mà có cảm có ứng, phải không? Thì mình thấy mình cảm người đó, mình thấy mình phù hợp được thì mình hãy cùng nhau tay bắt mặt mình để làm những việc gì cần làm. Còn mình thấy chỗ đó sao mình thấy sao không thích không khế, nó thôi tao lại tao ăn bữa cơm, tao để cúng vườn vài trăm ngàn tao về, có phải không? Vậy thì ở đạo pháp không phân. Bây giờ nếu mà tôi nói trong video này tôi phải phân cái gì chắc là cắt video của mình luôn á, hiểu không? Mình phải biết mình là ai, và khi mình tiên ngôn nói chuyện quảng bá trên nghĩa là mạng cộng đồng thì phải nói như thế nào để nó vừa người nghe. Như vậy thì có đôi khi mình cũng chưa nói thật lòng, có phải không? Cũng chưa nói thật lòng, nhưng mà trong cái này nó chỉ xê dịch một chút thôi, chứ nó không phải hoàn toàn là nó không thật hết. Như vậy thì nói với Huynh đó là tôi muốn nói về cái câu riêng cho Huynh á, câu kết cho Huynh.
Như vậy thì mong sao là quý vị hợp nhau làm lành. Thì đó là đức thầy của tôi rất là mừng. Còn huynh, tôi nói đệ tử Quan Âm, ông này đệ tử của bậc của Thiên. Đệ tử Quan Âm trước hết là cho thấy, vì huynh cũng đã từng là người thầy, là đàn anh, là người để dìu dắt trên cái con đường đạo đức rồi. Bây giờ hôm nay là cái thấy của huynh nó không sai, nhưng đó là cái thấy của bậc tiên nhân, chứ chưa phải Phật đâu. Mình còn thấy là chưa Phật, thấy tánh được mới Phật. Như vậy thì huynh là một tiên nhân, huynh là người có đôi khi là nó nằm ở trong cái cốt lõi của các triều đình vua chúa, có thể từ cái góc độ ông bà mình từ ở trong cái thời thượng cổ ở Trung Hoa có mình. Đi mấy năm trước, 5-7 năm, cho 10 năm đi thiền ở trên Điện Mà Hồng á. Yeah. Đêm đó cho tới giờ là làm như cái tay dập thịt chỗ này vậy đó. Yeah. Ngón giữa này nè. Yeah. Mình cũng chẳng biết cái điều gì, và cũng chắc 7-8 năm, 10 năm rồi. Ngồi thiền 2 đêm, như là mượn năm. Yeah. Đi lên đây 2 lần. Hết. Mà thấy có lên khỏi trời có gặp một người phải không? Và cái này là đổi lên vậy. Nó nổi lên làm như dập thịt. Dạ, dạ biết rồi, thấy là biết nên mới nói với huynh. Đó là cái dấu của bề trên. Dạ, từ cái thời của Đức A Di Đà mình đã có rồi, chứ không nói là đời thượng cổ ở bên Trung Hoa Trung Quốc mình đã có rồi. Dạ. Bây giờ mình trở lại miền Nam, đó là ở một đất nước này, nên ngày xưa Phật ở bên Tàu, bây giờ Phật đã bước vào Thanh Nam. Như vậy thì chúng ta không có thù Trung Quốc, mà ta cũng không giận Mỹ, Pháp, Anh hết. Chúng ta đem cái lòng từ bi trải rộng. Yeah. Nghĩa là cái chuyện của nhà nước, để nhà nước lo vụ này, mà chúng ta làm sao thúc kết lại một cái chương trình là phải đoàn kết thương yêu để lo cho trăm họ bách gia này. Cũng trong đó mình cũng nhờ, thấy không? Yeah. Con cháu mình, đất đai mình, nhà cửa mình. Như vậy thì ông này là đệ tử của Cửu Thiên, nên có một câu là cho dân khác. Dân sinh tam hiệp cổ lai, Hà Bắc trong Nam nhất hữu kỳ, cũ cũ càng khôn năng dĩ định, biết rồi bộ máy hiểu quyền gì, thấy biết hiểu nghe để trong lòng, tất việc đạo đời có như không. Đây hỏi là ai, ai về xác thừa giới quỷ hiền một chữ không? Không cho được không? Một quả chữ không cho đó tặng làm quà. Chưa đã dứt rồi chuyện phiên ca, tỷ thể nhân sanh hòa nhất khiêu thái thành, sơn xích hội long hoa thành thái bực triều nghi, nguyện đến nguyện về lại nguyện đi, thôi thì cố gắng trao lần nữa, hợp khi nhân thiên một niệm kỳ. Xin chào quý vị nha. Cô dùng cơm nữa. Dạ tạ. Vui các huynh phải dùng cơm với tôi. Cũng mới ăn ngày sáng đây. Dạ tôi không có đói. Cô ơi, con nghỉ quay đi. Nói chuyện. Vậy thì cái video này tới đây đã hết. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã xem qua cái video này. Dạ, xin mình để cho tôi gửi ít câu ở nước ngoài thôi. Dạ. Để dân Ngô Tấn Kiệt được á. Ông đó ông làm ở trên thế giới thì có nên ông người Việt cũng hay. Bồ Tát càng khôn hiệp tử châu. Cái này cái lời của ông Bùi Giáo Chủ nha. Dạ. Sơn xuyên thầy hội đủ công hầu, kỳ niên tràng tay tân phục quốc, hương sức trình sảnh để tóm thâu. Cái này xin quý vị thông cảm, cái này lời của ông thầy là Bủ Sơn Kỳ Hương. Còn cái này của tôi à, Bổ Ngọc đúng kỳ được trổ khai. Trên nói chỗ qua là chật nha, chỗ khai.
mong sao hợp nhất các nhân tài. Con cháu Ngô Quyền xây binh tốt, hậu triền sanh trưởng bổ hà lai, xích huỳnh tam hiệp nhân y theo cộng lạc quân thần cổ Nhật Lai. Thôi biết hay không Long Sơn ngự trở về núi Cẩm Phùng Hoa Mai. Cái văn đó nó có khác à, nhưng phải nói vậy. Năng khiêu chí minh dây thống nhất toàn cầu sớm hiệp buổi hôm mai. Thôi thì hãy gan đôi năm tháng, đôi năm tháng, hãy nhớ cái câu này. Cổ xuất niên trung vũ ngọc lai, hiểu câu này. Cả năm tháng, cả năm. Một năm, mấy tháng. Vào buổi trưa về nắng nhạt phải gửi ngự trí đức cổ sinh lai. Ngô Đồng đậm vẻ tình trăm họ, tuần tổ nam nhi để nhất tài, kiệt quốc trong đời vui sớm hội ý tiên thần hữu nhật khai. Cũng tính về nước Việt Nam đó mà, cái đó là tôi cho phán thủ đó, nghe kỹ. Long dị tuồng màng hội nhất thiên lù bang lù bị hội đào duyên. Tôi nhắc về vấn đề lưu bị là tổ cung lưu bang đời Tam Quốc, ở đây phải nhắc vậy thôi, không nói nhiều nữa. Hội đào duyên, hỏi ai biết được ai là chủ, long dị xa đầu để nhất tiên. Tiên trước kỳ ba giáo đạo khải, huỳnh long chọn sĩ đó nhân tài, xích huỳnh thanh bạch vui thanh nhà, cụ phẩm liên hoa liễu phượng lai, liễu liễu minh minh bạch long tuyền, cho ngự hiểu được ít căn duyên. Thôi thì cố gắng truy để biết, chờ lệnh cha trời hiệp kiện tiên. Hồ hải tan bông khắp mọi nơi, bụ khai long chiếu đẹp đất trời, xích huỳnh tương hội mai hòa liễu, biết được người đi tròn giới đời, thiên long gồng ở cõi trời, sơn chuyện thành gia ngoài khắp nơi, mỹ hòa hưng thịnh đời lập quốc, trung đức chiến này được thành thôi. Cái Thiên Long Sơn, Thiên Sơn để làm cho Mỹ Hòa cái mới hơn. Núi rộng nè. Mỹ Hòa mới hơn, Mỹ không hòa không hơn. Vậy đó. Hòa là hòa bình. Gì, cái gì? Trời ơi, thì tôi nói vậy. Giống như là Nhật Sĩ ngày đi có một mình, bây giờ trở lại với tâm linh, sĩ đi lo việc thiên hạ dân,
trở lại Nam Thành Hồ Kiên Vinh. Tức là trở nó mới nhất sĩ. Sĩ ở nơi nào ai biết không? Sĩ lo trăm họ giống lạc hồng. Cỡ thiên xây chiền đâu biết trước, hãy gắng tầm nhau mới gõ thông. Gõ thông rồi hiểu để về mau, đạo đức từng khung hiệp mới vào. Nó có khung á. Cửa thành trước khai tiên chánh chỗ, thần quy tam giáo hội thần quay. Thần quay chiếu động khắp năm châu, lưỡng hổ tranh nhau Phật lắc đầu. Nghiệp hòa trả xong nhân thiền tới, mấy lời chào tặng hiểu cho xong. Thái thành dân chiến lợi ngọc xanh, hãy biết cho ta dám phụng hành. Ngô Tĩnh là người đất này, Cali lập lại nổi Nam Thành. Người đến người đi chẳng tiếc gì, cho đời hiểu rõ một chữ y. Dầu sao đi nữa không phàm giới, y thức y thời y khả tri. Dầu có là ai ở cõi đời, nếp giới bột đường vậy thế thôi. Dầu đồ khác khuôn mà giống nếp, mà vậy mới con trời hỡi ai ơi. Phải không? Bánh in dầu đổ khắp khuôn cũng bột với nữa điền nếp mà ra. Ở là đổ mấy cái khuôn đi nữa cũng là nước, nếp với đường với bột. Tôi mong rằng ở đây hay ở nơi nào, những người thượng trí thức, trung trí thức, hạ trí ngu đều biết được là chúng ta là một hạt giống thơm ngon và dính chặt vào nhau như giống nếp vậy đó. Ở khuôn nào thì chúng ta cũng làm cái bánh thì nó méo, nó tròn, nó lớn, nó nhỏ, nhưng mà cũng là hạt nếp. Muôn giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, nay đúng kỳ có dịp phổ thông. Mong sao con cháu nhà rồng, xích lông mở cửa thì ông mới về. Xích mở cửa địa khuê của mẫu, thiên dẫn hành mới thấm thấu quyền di. Thánh dương sức ở cung ly, lời thơ của Đức Diêu Trì sắc khuê. Trước là tròn đúng năm giây, mùi thân có dịp được kề với nhau. Ngước nhìn trời đất muôn sao, hỏi thăm nghìn triệu đồng bào phương Tây. Tình thương của mẫu trạng đầy, gồm con hồng lạc rồng mẩy trở về. Mệt chi buồn giận xen chê, lời cầu nguyện có hãy thề chung tay. Sen quỳnh hoa cúc hoặc mai, cũng đồng giống quý các ngài xanh sôi. Đến đây thơ tạm dứt rồi, giả từ quỷ hộ cho tôi an lành. Nơi này nhận điểm thiên thanh, âu cơ hoàng màu điện lành trao qua. Nam mô quyền khung thượng đế vô cực đại thiên tôn đại ok tôn. Mấy bài sau là của bà.
bởi vì tôi nhận rất nhiều luồng điển. Nghe nói cô nhận 7 luồng điển. Dạ. Thì mình biết rằng đó mình có hợp cách đây gần mười mấy năm đó, có hợp cái mình nhân điện. Và trong lúc đó thì có cái lớp 13 đó thì không nói anh các anh chị em mà ở từ đâu tới, tới đây mà về đâu rồi đó. Thì chắc là về trời cái đó. Trong cái hội 13 đó là trong Tý Sửu dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu luôn. Tức hợi trời có bát cung. Tại sao Hồ Chí Minh lấy con số 8? Tức là con trời xuống. Ai lấy con số 8 giờ công an và cái trường bệnh viện của công an 108 cũng là lấy con số 8 là ở nhà trời. Nói theo dịch lý của tử vi. Còn nói về cái đó là trên đó là bát cung là Hà Đồ, dưới là can chi là Tý Sửu dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu, tức hợi là 12 can thuộc về chi là địa chi. Địa chi là như nhà nước là Xích Long, là gom hết con rồi giữ gìn đất nước, rồi nghĩa là lo chuyện cho xã hội cộng đồng, rồi nuôi dân dạy trẻ ăn học hành tài. Nó chỉ vào cái học vấn trong tam khê chứ không mở được tam khê, tại vì nó còn cái là tài trí, thấy không, đức, tức là dân trí thức, tri thức và kiến thức. Như vậy thì nó còn nằm ở trong địa long. Còn thiên long là gồng trời khác nữa. Thiên long là có cái thân địa long mà nhận được cái điển thiên của trời đất từ ở là cửu cửu càn khôn dĩ định. Nghĩa là cửu cửu là 99 tầng chứ không phải một tầng, đều thâm thấu và hiểu được, nên mới gọi là Đức Bổn Sư mới có Hà Đồ, tức là biết được việc trời, chi việc được đất, hợp lại mới là đồ thơ, ôm trong lòng một túi đồ thơ. Còn nhân điện là nhân sinh quan, như huynh là học hồi đó là nhân sinh quan là cái người có trí, có tâm, có tầm, có biết, rồi mấy là ôn học tập cái thấy, cái biết, cái hiểu nghe, để là đem cái phương pháp đó mà ấn vào một cái nhân điện để cứu sinh độ đời. Nó có những cái pháp tập của dịch chân kinh của tổ Đạt Ma nữa. Còn về Phật giáo là không có nhân sinh quan mà có vũ trụ quan nha. Vũ trụ quan là cái đó không ngoài sức tưởng tượng và ngoài sức học. Như vậy thì những người mà trong lời nói phải thâm thấu trong một công việc của trời đất người, bây giờ là không hợp tam nhân thì không thể nào được, bởi vì cái người đó là phải có thiên địa nhân, là có thân con người, có học thức, có hiểu biết. Học thức không nhiều nhưng mà cái biết của mình không phải học. Thì nó mới hòa lên cái biết của vũ trụ, của vạn vật. Thì là nó gọi là tam điểm như tinh tượng hoành câu tợ mục tà thi thi mau tùng tử thức tố nguyệt giả do tha. Cái mình trời đất có ba báo, mình có nghĩa là nhật nguyệt tinh, mình có tinh khí thần, mình có tinh, có khí, có thần. Khí là gì? Khí là linh hồn. Bây giờ anh chết rồi mà còn lại cái gì nó đeo đắm lên xuống là gọi là thần khí, quán khí, nghiệp khí, ân khí, quả khí. Nó có năm khí nên nó gọi là ngũ hành. Mình hiểu không? Trong ngũ hành nó tất cả các khí nó vận hành để là con người mình có nghiệp á. Giống như bây giờ mình làm ác thì cái nghiệp ác nó tới lúc mình hết phước mình sẽ có đau ốm bệnh hoạn. Nhưng mà đau căng, đau không hết, đau ở ngáp, đau không ứng bài nhập để làm gì? Để mình cải thiện đời sống ha. Mình mới quên được cái thân tứ đại quyển giả này nè, cái tất cả các cái nóng lại cái khí đó nó gom lại nè. Có người hiền lương tu hành lắm mà nói với nó, trời ơi, tôi ăn chay không, tôi cúng lại, tôi tụng kinh mà tôi nóng, nhưng mình dặn không được vì mình không biết nó là thần khí. Mà con người trung can nghĩa khí, đức tài lưỡng địa, đạo trung, đạo hiếu, đạo nhà, dứt khoát phải có thần khí, nên gọi là quan đại thần, thấy không? Chữ thần là mình, con người là thần là gần nhất, thần là trung hiếu. Rồi ai mà giống như bây giờ mấy em mà nằm trong cái màn lưới của xã hội đen á, tuy á, nó làm như vậy nhưng mà nó cũng có một cái sự anh hùng của nó có thần khí. Thì cái khi mà thần khí mình hợp nhất rồi mà mình không biết, nó bệnh hoạn hoại nó không bao giờ hết, rồi đi ở ngáp hết chỗ này tới chỗ kia dở xác đồ không hết, cái nghiệp anh chưa lóc chưa hết. Có người đó đi hạ phạt 3 năm cái đi tới 2 năm 9 tháng còn 3 tháng nữa đi gặp bà thầy đó, bà nói cái hết, thì nói bà hay quá, cái giới thiệu bà khác lên đâu hết. Nó, tại vì á, nó cái duyên nghiệp cùng quả nghiệp mà mình muốn thối được cái quả nghiệp, đi đời vào một cái duyên nghiệp nó dễ ợt. Tại quý vị không biết, nghĩa là cái bài tâm sự với con đó, là thấy con lặn lội đêm ngày, trải bao cay đắng, đắng cay mùi trần, cuộc thế sự quy xây dần nhật nguyệt, đã tới hời lắm kiệt, việc liệt con ơi, nếu con gắng nhớ lời thầy, thì trong tất cả việc này, nghĩa là sẽ tiêu tan.
tức là làm điều thiện để trừ thì bao nghiệp dữ sát tâm không còn, thì anh làm tụi điều thiện tiêu mòn tội ác đó. Như vậy thì mình tập làm thiện rồi phải xin nó chờ tôi lên sát nhờ cô dở sát tôi sát lòng dở, khai trí là đủ rồi. Quý vị tối tâm không biết gì hết, con cái linh hồn đó nó thuộc về quán khí quả khí, nó lên nó ngáp nó ở nó đi nó quậy mà nó không có tên tuổi gì hết á, rồi nó biết nó sẽ về đâu. Giống như bây giờ huynh không có cái nhà của tôi, không lẽ huynh quay rồi đi vòng vòng hoài nắng chịu sao nổi, phải có chỗ nó ngồi. Nên mấy những quý vị bây giờ biết không, đó là một cái quán khí quán nghiệp nó nặng nề, mà do cái đời này ôn tạp những cái chuyện đó nó mới thay chuyển. Bây giờ hồi đó cách giờ thời 75 á lên đất xỉu à, tới năm 2000 cũng ít nữa, mà từ 2000 trở đây nữa người lên vô hạn vô biên đó, nên á là cái người lên rất là nhiều đó. Bây giờ tại sao vì quán khí quả nghiệp mà mình biết được rồi, nói lại cô ba của có người coi tôi khổ quá, hồi đó là tôi coi đó huynh biết không, ngày kiếm 5-30 ngàn vẫn có ăn có sống cuộc sống. Cái thời đó là 1939 ngày mới ra dạy đời hạ quân này đã hết đời chứ không phải đợi tới thượng quân. Nhưng mà tới năm nay nữa thì ngày dạy thì phải thi khổ thi vui thi buồn. Cái người cao nhất mà khi ra làm thầy đó bị người ta gạt nè, giúp đỡ cái bị người ta gạt nè, cho người cái nói ông nội nó không làm gì đâu, ông làm bộ ông gạt ông lừa gạt, cái mình thấy vợ con đau cái mình giúp cho nó, lại giúp cho nó nói ông lấy vợ tôi chữ đó. Rồi cái vợ mình đó mình làm đủ thứ cho nó trơn á, đàn ông đã uống rượu cờ ba con mình không có làm đủ thứ, nó sung nó gặp ổng khùng khùng lân lân tào lao bắt xé, cái là nó tự nó không thương mình nữa, chia ly dị để thôi nha, cái dặn đi lang thang cái mình quên mình đi uổng. Đó là cái thi cao nhất. Bây giờ mình còn là một cái gia đình mà mình chia tay được gia đình thì mình sống với đại gia đình. Như vậy thì cái khi mình giác ngộ thì chỗ nào mình cũng vui, mà không giác ngộ chỗ nào mình cũng khổ, giàu cũng khổ nghèo cũng khổ. Nên ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui tịnh độ nhận vui, ta tịnh được cái nghiệp ta mới độ ta mới vui, đúng không? Thì cái đời này bây giờ linh căn các vị nè, là tức là các vị đã tu rồi, từ cái là khi mẫu chuyển có rồi, các vị củ phẩm liên hoa củ cung cô củ cung bà xuống chuyển hết rồi. Chuyển hết rồi hôm nay để làm gì? Hồi trước giờ tôi ra đời 50 năm chứ đâu phải mới đây. Nhưng mà chưa đúng, thời cơ đã đúng. Đó là tại sao 12 con giáp ông già ông hỏi tôi hỏi bà một câu là tôi mở cái cuộc này. Tôi hỏi gì chứ, hỏi gì ông? Ông cô nói trong 12 con giáp nói bà thông lắm. 12 con giáp, con giáp nào không lớn, không nhỏ, không lùn, không cao, không ốm. Bà trả lời được, tôi giao bà 3 công việc. Thì tôi hỏi với ông già vậy chứ làm sao cái tôi nhớ thầy đức thầy á. Nói ai nói gì nói mà chừng ta ngồi trên bụng ngựa này mới phải là ta. Thì tôi nói 12 con giáp đều là sai bị di dịch hết. Mà con ngọ nó không di dịch. Ông hỏi tại sao bà nói con ngọ, tôi nói 12 giờ nó không chênh lệch. Tức là việc gì nó cũng phải đúng cơ thi. Ông vỗ tay gì, ông nói bà cứ làm công việc của bà đi, tôi sẽ ủng hộ bà. Đó thì ông già đó là ai, cũng là ông thầy thôi, ông cử đa. Nhưng mà một lần tôi rất là đau khổ, ông xách bọc tức chứ nước đá vô nhà tôi đuổi ông, tôi phải rơi từ dầu bồ hông xuống. Nằm như vậy là 9 năm lặn sâu trong là lòng người, chỉ coi tay kiếm sống. Đó. Thật sự tôi cũng là có một cái sai gì tôi ghê cất. Nhưng mà tôi còn ổng còn vớt tôi được là tôi cho ổng tiền. Nên bây giờ ở trên á, huynh đệ từ xa tới gần mà khi biết tôi mở ra quán cơm chay là thấy cuộc đời eo nhở thì người ta gửi tiền ta cho, tôi được nhận. Đó. Tôi còn cho ổng tiền chứ phải mà chi á, tôi không có đuổi ổng mà tôi không ghê cất á thì tôi đã ngon rồi đó. Dạ. Như vậy thì tôi biết sai sửa. Nên á, tay mặt tay trái cũng là che tay, tại mình không sửa cái mình sai, nếu mình chịu sửa điều hay sai sửa, hai tay gẫm lại cũng đồng tay. Đó. Thành ra là tôi rất là quý á, quý vị không biết đâu. Và nói tôi thì sợ quý vị nói tôi nói theo nịnh nọt. Tôi rất là mang ơn bác, thầy và tất cả những người đã là chơi phơi gan giải mật, những chiến sĩ nằm xuống trong nhiều triều đại nha. Tôi mang ơn từ triều đại Đinh Lê Lý Trần Nguyễn và chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chế độ của nhà nước hiện đại. Vì mang ơn hết, họ chế độ nào họ có cái chữ chung, họ đã hy sinh nằm xuống để bảo vệ đất nước. Tại sao bây giờ mình được ăn no, cơm no, áo ấm, mình không trọng về tứ ân, mà mình đi về ông Phật. Ông Phật ông dạy mình tu để giải thoát. Nhưng mà có người mình phải trả ân, nên thầy nói là nghĩa là tứ ân quyết trả không còn tội căn, nên mình phải cài cuộn hay làm ăn. Hay hôm nay tôi nói trên mạng cộng đồng là tôi mong tất cả tiếng nói chung của tôi và những người có duyên với tôi không dám nói cộng đồng mạng là hết.
đều cùng với tôi một lý tưởng là chúng ta phải nuôi con dạy trẻ sản xuất nông ngư nghiệp, làm như thế nào phục thiện rồi thị nguyện một ít một nhiều để đem cái tình thương cho mọi người và chính cũng cho bản thân mình đó. Thấy thị nguyện hôm nay quý vị thấy không, cái những người kiều bào nước ngoài nước trong gửi cho một ít, thì trong đó ta gửi 2 triệu làm thị nguyện cho gạo, cho tiền cơm chay, cũng cho cô Lý 1 triệu. Thì trong cô Lý 1 triệu quý vị thấy nè, rất là đông, có 5-10 người ăn thì cũng được chia bớt cơm lạch. Tôi hứa chắc là tôi xài, nhưng tôi biết lối để xài. Tôi nhận được 10 triệu tôi xin thưa xài 6 triệu nha, chứ nói xài 5 triệu không đúng. Còn 4 triệu tôi sẽ để riêng rẽ ở ngoài để cho những người eo nhở, hoặc là những người mà nói không được may mắn hơn mình, cho họ chút tiền nói họ nghe. Ở đây là lực đầu tiên là tiền. Như vậy thì tôi là ai nói gì nói, nhưng tôi rất hạnh diện với bản thân tôi. Chứ người ta khen tôi mà cái bản thân tôi không trắc nghiệm thì ở trên nó sẽ thấy những điều tôi sai, biết không? Bởi vì Quynh có coi trong cái Tây Du Ký là của Tề Thiên Đại Thánh đó, ông Tề Thiên giả, Lục Vĩ Hầu giả, ông Tề Thiên Thiệt Thiên giả, lên tới Đức Ngọc Đế cũng không biết ông Tề Thiên giả, xuống Bà Quan Âm cũng không biết luôn. Tại vì Ngọc Đế còn tướng pháp, Quan Âm tức là cứu độ thôi, chỉ có Như Lai mới biết được. Thì khi đến Như Lai là chỉ có mình mới biết mình thật giả, nhưng ngoài nhìn mình có khi họ hiểu một phần chứ đâu hiểu hết đâu. Thấy ông này làm thiện nói thiện, cô này cô nói pháp quá hay, chứ đâu có biết trong rừng đầm cổ gì. Thành ra bây giờ nói cho Quynh nghe để khách khứa cũng đông. Nó thành ra không, lại đây, không cái hôm nay là tôi nói trong một cái clip này là để gửi, tức là tôi cũng có cái tâm mà nói ra. Tôi sợ Ngô Tấn Kiệt có buồn không. Ngô Tấn Kiệt tôi biết Ngô Tấn Kiệt là ai, chứ Ngô Tấn Kiệt chưa biết tôi là ai. Ngô Tấn Kiệt nói chuyện rất là thân thương. Nếu người nói cộng đồng ngoài mạng ở bên Mỹ mà nói về thì nghĩa là Ngô Tấn Kiệt là người nói dễ thương, người dễ nghe và đi sâu vào lòng người nhất. Nhưng mà tôi không đồng ý với Ngô Tấn Kiệt một điều. Điều gì nói đừng kể mà. Điều là soi căn người ta cốt con gì, làm cái gì, cái đó phạm với lực thiên. Phạm lực thiên. Soi căn của ông... không nói căn cốt của người. Bởi vì tại sao? Tại vì bực A-la-hán như tế điên mà xuống thế, biết căn người đó còn không dám nói, nó lộ quyền cơ. Lộ quyền cơ nó sẽ sanh phản bác, mà sanh phản bác thì mất việc nhỏ, không làm được cái việc lớn. Bởi vì tánh thiệt, thiệt nên tôi mới lên cộng đồng, tôi mới nói cái tánh rất là chân thật, cái lời nói cũng hiền nữa. Không? Đây nè, còn ai có biết cái cơ Ngô Tấn Kiệt không? Cây ngô đồng hứng vẻ đệm xương, cho chim phụng mặt tình xè múa. Cảnh mây lành, chim lành bay tủa, khắp trời la cả, khắp trời nam lứ bủa. Nghĩa là cái là hát cái bản hùng ca. Ổng là như cây ngô đồng để chờ Phật Thánh. Đi gì chỗ nào mình nhớ hồi thời đưa không? Mọc cái cây ngô đồng ra đó là giết hết làng đó vì sợ cái thời của Lý Công Quẩn. Như vậy thì tôi chỉ nói cái cơ sơ vậy thôi. Tôi chỉ có góp ý với Ngô Tấn Kiệt là từ đây sắp tới không có soi cốt căn người khác nữa. Ai hỏi, nghĩa là anh tự soi bản mình đi, tôi còn không biết tôi là ai nữa. Có lúc tôi ông Thánh, ông Thần, ông Trời, ông Phật. Như vậy thì tôi không thể soi quý vị đi sâu vào cho quý vị vừa ý hết. Tôi nói có khi quý vị thích, có khi quý vị phản bác, của quý vị hận tôi. Rồi là hận tôi không có buồn, nhưng mà quý vị tu không được. Bởi vì còn hận là còn sân, mà còn sân là còn si. Còn si là không đi đạt đến mục đích. Như vậy thì vô tình tôi đưa quý vị một con dao, quý vị không cắt bề sống mà lấy bề lưỡi cắt tay quý vị đứt tay, tôi cũng chảy máu. Tại vì sao? Tôi đau lòng vì tôi không đưa dao lấy gì quý vị cắt. Ông không soi người ta là có con này con kia, người ta đâu có phản bác gì đi. Chỉ có một điều tôi muốn góp ý, còn những lời chân thật của Ngô Tấn Kiệt tôi hết sức thì là hài lòng. Trên thế đất này thấy ổng có nợ, ổng làm được chuyện từ thiện này chứ không ai. Không phải. Cái người ổng tự trên trời ổng xuống, trời xuống. Ổng mới làm được cái chuyện của ông trời. Đó là cái việc hay tuyệt vời. Bây giờ mình nói vậy thôi ha Quynh. Còn Quynh cũng làm được vậy. Tất xả một cái ly nước này cũng rót được một ngụm để cho người ta uống. Mình đừng nghĩ rằng mình làm được, mình làm chuyện nhỏ nên tầm sức nhỏ còn làm nên kém. Người không tu có thẹn hay không. Tôi chỉ ngâm một bài thôi. Chị Lan chen lần có quá thương, để mùi ngự vào thấm dị hương. Gũi phải sanh nhầm đời mạt pháp, dầu cho thần thánh cũng ra thường.
nhận chuyện chê khen của người đời, bình tâm kiểm nghiệm đó huynh ơi. Phải không? Khen thì nung đúc tinh thần mới chê trách soi tâm sửa tuyệt vời. Không? À, mình khen thì mình thấy mình thích, chê thì mình cho tâm mình sửa thì mình mới đi đến chỗ tuyệt vời. Thì hôm nay cái cuộc đi gieo và trò chuyện, tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những vị đã được có nhân duyên được xem cái video này và cùng với anh Chiến với anh Lợi, phải không? Dạ. Quên hoài đó, chỉ có hai cái tên tôi còn không nhớ, và cô Hoa Lý. Thời gian thơ quá ấy. Tôi cũng không xích nhập mà tôi nhờ là xâm nhập vào cái bộ máy về thiên nhân quan, vũ trụ quan và địa sinh quan. Tôi có thể nói được cái việc của nhà nước, việc này như kia tôi nói được, nhưng mà chỗ này tôi miễn, tôi không nói. Tại vì nói nó không có lợi, bởi vì mình là người tu, mình biết chính trị, đừng bao giờ sai phạm và dính tới chính trị. Tôi chỉ nhắc mọi người, bởi vì chính trị là con dao hai lưỡi, hôm nay nó giúp mình nhưng ngày mai nó sẽ giúp mình. Như vậy thì quý vị hãy dung quén tầm sức nhỏ còn làm nên cán người, không lo biết hẹn hay không. Mình hãy lo cho đất nước mình, cho đồng bào mình, cho nhân dân mình. Còn chuyện ai làm quấy thì có ông trời đi ha. Là mình cứ ủng hộ là người mình ở trong pháp chế, mình làm đúng công an, an ninh, chính quyền, nhà nước, tiền tệ, cuộc sống thì mình sống sao cho đúng, thì mình sẽ không có cái gì để sanh khó ra. Còn mà mình làm không đúng thì mình có đi đâu cũng bị cái sự dòm ngó của mọi người. Nhưng hôm nay là tôi khách rất đông, nhưng mà khách rất đông là lại đem lại cái sự không có được hoàn mãn cho tôi. Bởi vì nổi quá thì tôi sợ những cái quanh tôi giống như Đức Quỳnh Giáo Chủ, ngài còn phải đi đường Trà Là để giả mang di đó. Thì hôm nay tôi không dám đổi nữa, là tôi chỉ quý vị gặp tôi ít bữa thôi, ít bữa tôi trốn mất tiêu rồi, muốn gặp nữa cũng không gặp đâu. Tại vì chưa đúng lúc. Thì nói vậy chắc người ta có người nghe, có người biết rồi. Rồi thôi chào nha. Rồi mà Quỳnh không ăn cơm ha. Cảm ơn tất cả anh chị em đã nghe qua cái bài của cô Lý. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin tới đây xin hết.